Từng đoàn người lầm lũi di chuyển từ các đô thị lớn về nông thôn. Ô tô xe máy xếp hàng ở các quốc lộ. Đi bộ, đạp xe vượt hàng nghìn km tìm đường về quê. Đại dịch, thất nghiệp, tạo nên một cuộc hồi hương khổng lồ từ đô thị lớn về các vùng quê. Thưa quý vị, theo thống kê của Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, trong 20 năm gần đây, bình quân mỗi năm có khoảng 1 triệu lao động chuyển từ khu vực nông nghiệp, nông thôn sang các ngành phi nông nghiệp, mà chủ yếu là công nhân trong các nhà máy, doanh nghiệp ở các đô thị. Nhưng nay một cuộc di dân ngược với xu thế trước đó, cuộc hồi hương khổng lồ đang diễn ra. Đạp xe vượt 1.400 km về quê là câu chuyện của bốn mẹ con người nông dân Nghệ An lên Đồng Nai làm công nhân. Hàng trăm người dân lao động trên vai chỉ vẹn vẹn chiếc ba lô đã sờn cũ, lũ lượt đi bộ, gồng gánh con thơ, tìm đường về quê, thậm chí băng rừng, lội suối. Cuộc hồi hương khổng lồ, lý giải vì sao lâu nay ở nhiều vùng nông thôn không còn nông dân, không còn thanh niên trai tráng, thậm chí nhiều ngõ xóm không còn cả bóng trẻ thơ. Trước đây, nông thôn còn có bà già và phụ nữ, đến bây giờ không còn nữa. Và ông bà già cũng theo con ra thành phố. Cái thứ hai là ruộng đất bỏ hoang nhiều thế. Do các cái đô thị lớn người ta có rất là nhiều cái việc làm, từ các khu công nghiệp ra cái dịch vụ, thậm chí là cái bán hàng rong, người ta cũng đều có rất là nhiều việc làm, đất nước nào cũng vậy. Nó hút là cái lực hút, tức là lực kéo cái người ở khu vực nông nghiệp, và cái lực đẩy là chính cái khu vực nông thôn, họ mình chưa tạo ra được những cái việc làm, thành ra họ phải đi. Nơi thôn quê, có ruộng, có vườn, có ao chuồng làm kế sinh nhai. Nông nghiệp, nông thôn là chủ đỡ vững chắc và an toàn của đất nước, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh. Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam luôn luôn là trụ đỡ của nền kinh tế nước ta mọi thời kỳ, mà nhất là những thời kỳ mà chúng ta đang vấp phải như là Covid-19 đang diễn ra. Tôi nói cả thế giới này, khu vực ASEAN thì âm hết nền kinh tế, nhưng mà Việt Nam vẫn tăng trưởng được, trong đó có trụ đỡ quan trọng là nông nghiệp, nông thôn. Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững sẽ chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, lấy kinh tế nông thôn làm nền tảng để tạo ra động lực phát triển nông thôn. Để nông nghiệp, nông thôn phát triển bền vững thì cần nâng cao chất lượng sống và thu nhập cho người dân nông thôn bằng cách tạo ra nhiều việc làm ở khu vực nông thôn với mức thu nhập cao. Chúng ta định hình được phát triển kinh tế nông thôn thì chúng ta phải có cái không gian để dành cho các kinh tế nông thôn để phát triển. Không gian đó nó vừa là những cái đất đai nông nghiệp mà vừa là những cái thị trứ, những cái trung tâm xã. Chúng ta dành những quỹ đất để cho có thể phát triển những cái hạ tầng logistics trong lĩnh vực nông nghiệp, đưa cái hợp tác xã trở thành một cái chuỗi ngành hàng, trong đó có rất là nhiều cái công việc bảo quản, chế biến, phân loại, sơ chế gì đó. Mỗi cái đó thì nó sẽ tạo ra được nhiều việc làm ở nông thôn. Chúng ta nhấn mạnh phát triển các ngành kinh tế dịch vụ hỗ trợ tại chính nông thôn, thu hút được các doanh nghiệp tạo nhiều việc làm như dệt may, giày da, chế biến nông sản thực phẩm ngay tại nông thôn, thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn để tạo thêm cơ hội, tạo ra những cái diễn đàn sân chơi để cho các bạn trẻ cũng như là các lực lượng yếu thế có thể phát triển cơ hội sản xuất và kinh doanh. Chúng ta thấy được rằng là nhiều gia đình, nhiều lao động, chúng người ta, đặc biệt là các bạn trẻ di cư các vùng đô thị vì có điều kiện tiếp xúc về tri thức rồi công nghệ thông tin, thì với cái định hướng chúng ta sẽ đẩy mạnh việc chuyển đổi số ở nông thôn, tạo điều kiện để thu hẹp khoảng cách về tiếp cận công nghệ thông tin. Làm thế nào mà đông đảo nông dân hiện nay đang sống ở nông thôn, toàn bộ xã hội nông thôn khổng lồ trên toàn đất nước hiện nay chuyển được sang cuộc sống hiện đại, tức là nông dân rút được ra trở thành lao động phi nông nghiệp, con cháu họ có tương lai ở đô thị, ở trong kinh tế hiện đại, và nông nghiệp trở thành một nền sản xuất hiện đại với cái năng suất và chất lượng không kém gì công nghiệp.
Đại hội 13 của Đảng khẳng định vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước. Trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, người nông dân cũng cần được khẳng định vai trò, vị trí như vậy để có cơ chế chính sách phù hợp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân trong thời gian tới. Tạo ra nhiều việc làm ở khu vực nông thôn, kinh tế nông thôn không chỉ làm nông nghiệp mà hướng tới phát triển hợp tác xã và doanh nghiệp ở nông thôn để có thể phát triển những mô hình nông nghiệp hiện đại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, để nông nghiệp thực sự là một ngành kinh tế gắn với nông thôn mới bền vững, mô hình sống lý tưởng.